sớm nữa hả? Ừ? Không dậy sớm thế. Sao mà dậy sớm thế hả? Muốn làm việc mà xin dậy sớm hả? Ừ? Ngon không? Ừ? Ngon không? À, nó chủ dẫn đi á. Ngon không hả? Ừ? Ừ? Mình không? Ngoan nha. Chỗ bố đang làm việc mà ngoan chơi thì bố làm việc nha. Chưa tí nhá, xin nhá. À, lên đây nhá, massage bố nào, lên đây, lên bố đây, lên, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên trên này. Chị cho bố à? Hả? À. Chị có chị không? Đó. Bố có chị trên này không? À không có hả? Không có gì không? Anh cứ đợi đó để em lên lên, lên luôn ạ. Dạ vâng. Xuống hạ đây, xuống anh. Xuống đây. Xin ơi, về nhà nhá. Về nhà chơi với mẹ nhá. Bố định bố đi làm nhá. Ừ. Bố đi làm một lúc bố về nhá. Bố tranh thủ bố đi lên đây tí đi bố. Xem công việc này đi nhá. Ừ. Dạ. Nhà chơi với mẹ nhé. Nha. Bố đi làm phải không? Giờ phải đi có việc rồi, có việc cấp rồi người ta gọi bố đi đi lấy có việc này.
chơi nào. Xin nhá, ngồi chơi, lên chơi con này. Lên nhá, để bố cất cho tính nhá. Để bố đi làm nào, lúc đây để bố mặc đồ đi làm nào. Nha. À, lên chơi chơi. Lên chơi chơi đi. Đó. Đây đi này, chúng nó chơi bố đi tí bố về nhá. Ở nhà chơi với mẹ nghe chưa? Thế nhá. Làm gì đó hả? Ồ, không đi được đâu. Nào không đi được đâu nha, nghe chưa? Không đi được đâu hả? Nha, bố dặn rồi, không đi được đâu nha, không đi được đâu, ở nhà đi, đi ở nhà nhá, ở nhà cầm bố này. À, cầm bố đi vô nhà nào, bố đưa vô nhà nhá, ngoan nhá, ngoan, bố ngoan ở nhà với mẹ nhá, nè, cũng đúng thế này thôi, không muốn bố đi làm mà, bố đi làm mới kiếm tiền mua sữa cho xin được chứ, nhá, nào, ở đây này, này, xin xuống đây nào, xin đi xuống đây nào, đi xuống đây, đó, nhá. Thấy trời chưa? Trời sắp mưa rồi kìa. Để bố đi nhá, nhá. Đi ngoan nào. Đi ngoan nhá. Đổ cái này ra. Bẩn hết mũ rồi, bẩn hư dơ mũ này. Nhá, nào để bố đi làm không? Nghe chưa? Bố dặn ở trong nhà chơi nghe chưa? Để bố đi làm nhá. Ngoan nhá. Ô, xương. Rồi. Đây, lui dây cho này, lui dây xin, chơi dây nào, chơi dây để bố đi nào, xin ngoan nào, xin xuống đây nào, bố không đùa xin nữa nhá, lên đây, ôm dây nào, chơi dây nào. Ở nhà đi nhá, tí rồi mẹ về, tí là chơi với mẹ nhá, nghe chưa? Để cho bố đi làm nhá. Ngoan. Nghe bố giận nhá, ở nhà với mẹ, cho mẹ đi rồi bố về nhá. Nha, đi bao giờ bố không đùa nữa đâu, bố không nói là nói đùa nữa đâu nhá. Giờ là phải đi nghe chưa? Bố đi làm kiếm tiền nghe nhá. Lát là bố về. Này, mình chơi với lợn, em lợn này. Em kiếm tiền mua sữa cho con chứ.
Xin ăn đi, xin ăn bánh đi. Ở đây chơi nhá, bố đi làm rồi, tối bố về. Đấy chơi. Xin ngồi đây ăn này. Thì chưa ăn no rồi, còn cái cuối thôi. Ngồi đây. Ngon lắm xin. Ừ. Chơi nhỉ.